Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay ạc VIP cùng hàng loạt con huy giá trị? Hãy đến ngay shopgothu.vn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgothu.vn, shop bán ạc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Valhein. Các bạn quan sát là Vanin cầm trên tay là một khẩu súng và ngoài ra khuôn mặt của Vanin nhìn rất giống với Jojo nha mọi người. Có lẽ nào chính là nó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Valhein mà ngày hôm nay mình chỉ có thể đem đến cho tất cả các bạn xem qua hình ảnh được hé lộ này thôi. Mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về hình ảnh được hé lộ này. Các bạn quan sát là Valhein cầm trên tay là một khẩu súng và ngoài ra khuôn mặt của Valhein nhìn rất giống với Jojo nha mọi người. Nếu như mà các bạn không biết thì các bạn có thể lên Google và các bạn gõ Jojo ra là các bạn sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt rất giống và kể cả đội cái mũ cũng cực kỳ giống luôn. Và không biết là có cái sự hợp tác gì hay không. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đây cũng chỉ là hình ảnh được hé lộ mà thôi. Vậy nên bao giờ có ngoại hình chính thức thì mình sẽ review cho mọi người nha, mong các bạn thông cảm. Let's go! Chúng ta sẽ cùng ăn mừng khi mà vị tướng Vanin sắp sửa có một bộ trang phục hoàn toàn mới. Và ngoài ra thì mình cũng đưa đến cho mọi người phong cách Vanin lên full phép, và để xem vị tướng này leo danh như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Trước tiên là mình sẽ cần phải di chuyển về trụ để có thể ôm trụ thôi. Chứ còn team địch đang tập trung rất đông ở đây, mình đang ngửi thấy một cái mùi nguy hiểm, khả năng cao team địch sẽ tổ chức cho một pha băng trụ mất. Cẩn thận nha Batman. Bây giờ chúng ta chỉ có ôm trụ thôi Batman ơi. Cẩn thận nhá. Trời ơi, mình nào tanh trụ như thế này thì chịu rồi. Nhìn thấy đồng đội của mình nằm xuống một lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Yên tâm, mình sẽ trả thù cho bạn teo nát bốc cười này. Thế là mình có được một mạng đầu tiên dành cho bản thân. Tiếp tục là giữ vị trí để có thể tấn công đối phương. Nhờ đông qua em có tốc biến ở đây. May quá mình vẫn sống các bạn ạ. Quay ngược lại để có thể dí đối phương. Bây giờ thịt luôn Barrage nhá. Nào, ném thằng Barrage và Barrage bốc cười thôi. Ấy trời ơi, mạng thứ hai. Tuyệt vời mặt trời các bạn ạ. Còn Radd ở kia thì Radd còn nhiều máu quá. Radd thì bạn ấy chạy được rồi các bạn ạ. Thôi thì thời điểm đầu game làm được hai mạng như thế này thì rất thơm. Thật ra thì clip mới nhất của mình về vị tướng Valhein đó chính là phong cách lên full dam, tốc đánh 9 mạng. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ không đưa đến cho mọi người phong cách đánh nước. Ngày hôm nay sẽ quay trở lại với phong cách lên full phép nha. Valhein lên full phép không còn quá xa lạ với tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình cầm Valhein lên full phép thì nó cũng sẽ có một cái sự hiệu quả đấy. Bởi vì team địch là có rất là nhiều sát thủ áp sát. Tiếp tục là giữ vị trí dí luôn Radd này. Radd có xíu máu mà thôi, nhưng bây giờ bản thân của mình cũng bị dí các bạn ạ. Hiện tại mình còn đúng 2 cục máu đây này. Cũng sợ quá, ui teo nát. Mày thế. Thôi tình hình dọn lính rất là nhanh nhá. Sau đó đây mình sẽ chơi theo phong cách đó chính là núp bụi để có thể chờ đợi xem có ai di chuyển qua đây hay không. Cứ núp bụi đi, bởi vì là Butterfly thì mình đang đi lùa rồi mà. Butterfly thì mình cứ lùa thoải mái. Hiện tại chiêu cuối của mình đã có rồi nhá. Và chỉ cần xem có ai đi qua hay không thì mình sẽ combo cho mọi người xem qua. Chúng ta cùng chờ đợi nào. Mũi đốt xứng hết cả chân lên rồi, đây có Bride. Chiêu 2, chiêu cuối chiêu 1. Úi giời ơi, đây là combo và siêu việt. Phong cách lên full phép là như vậy đấy các bạn ơi. Phong cách lên full phép thì Valhein các bạn cần phải núp bụi, và cái combo thì vừa sau mình cũng đã test trong người rồi. Chiêu 2, chiêu cuối chiêu 1 đấy là combo hết sức bình thường nha. Chiêu 2 làm choáng, đứng sát đối phương, kích hoạt chiêu cuối, sau đó dùng chiêu 1 là auto có mạng. Đây là một trận đấu vô cùng cân bằng và căng thẳng khi mà team mình ăn 7 và team địch cũng ăn 7 luôn. Càng dã man các bạn ạ, càng như dây đàn. Ôi thôi, cái gì đấy, hỗ trợ mình cái tiêu diệt luôn. Bina Booker ơi, mạng thứ tư. Hên thật sự, mình còn xíu máu đây này. Mình vẫn sống sót thành công. Mình nhớ là cái bộ trang phục Vanin xạ thần Kagutsuchi ấy là cái bộ trang phục Vanin mới ra mắt thôi. Ô từ đang có Barrage, trước tiên mình dí xong cái trụ này đã. Ok, có trụ. Với tấn công thẳng mặt Barrage này. Đó. Úi giời, làm sao giết được mình, lêu. Thế là mình sống sót rồi nhá. Vanin quả thật quá may mắn khi mà mới ra mắt cái bộ trang phục xạ thần Kagutsuchi xong thì sắp tới lại có một bộ trang phục mới nữa, và cái bộ trang phục đấy mình cá là sẽ ra mắt trước Tết. Thế nên là các bạn hãy chuẩn bị săn tinh thần đi. Nhưng mà ấy, bản thân của mình đang có một cái linh cảm không tốt về cái bộ trang phục mới nhất của Valhein. Khả năng cao cái bộ trang phục đấy sẽ không thay đổi hiệu kỹ năng đâu, nó chỉ thay đổi về ngoại hình. Đấy là cái linh cảm của mình nhá, cái suy luận của mình, cái dự đoán của mình. Chứ còn cái thông tin mà mình đang dự đoán ấy không phải là thông tin chính thức đâu nha. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra để có thể thủ cái trụ. Trước tiên là tốc biến lên để có thể di đối phương. Radd nè, Radd có siêu báo, giết được Radd rồi. Cảm thấy phí cái tốc biến dã man các bạn ạ. Ôi sao ngồi toang. Trời đất ơi. Thấy Bride nó làm trắng mình, sao là mình biết mình toang khi mà lượng máu của mình vượt sau là không quá nhiều. Vậy là mình đã bị chấm dứt sau chuỗi 4 mạng ăn mạng liên tiếp đây này. Trong khoảng thời gian này cho phép mình trình bày qua cho mọi người về build đồ nha. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày phù thủy. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là thập tự kiếm. Rồi đến trang bị vương miện năm bách, triệu hôn mang, quả cầu bất tử. Rồi trang bị cuối cùng sẽ là trang bị sách thánh nha. Ok, đây là về build đồ này. Cứ lên full phép và combo chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1. Đấy, trận đấu này tại vì sao mình lựa chọn phong cách lên full phép thì nó hiệu quả. Bởi vì tiên địch có Nakroth có thể áp sát mình rất nhanh. Và chỉ cần áp sát mình là mình sẽ tung một combo là mình có mạng thôi. Trận đấu này Nakroth tiên địch ấy lại mang cái bộc phá, tên này là cũng hơi hài hước nha. Tiên địch là nhường cho Bride đi rừng. Bây giờ các bạn tin là mình tiêu diệt được Nakroth không? Nhưng mà chỉ cần Nakroth lên cao thôi. Không biết là Nakroth đây rồi, Nakroth đây rồi. Nakroth với chúng tôi, Booker, trời đất ơi. Vừa xong Nakroth không kịp trở tay, không kịp làm gì luôn. Đang mải farm cái con quái, sau đó mình lao ra mình tiếp cận. Tung kỹ năng là có mạng. Căn bản nhìn cái lượng máu của Nakroth nó giấy mà. Trận đấu này thì chắc chắn mình sẽ cần phải quan tâm đến Radd và quan tâm đến teo nát nhá. Đây là hai mục tiêu chủ lực này. Đấy, nếu như có cơ hội là mình sẽ cố gắng dí. Thật ra thì cầm sát thủ thì chúng ta dí là sẽ tốt hơn, nhưng mà mình cầm xạ thủ. Phong cách lên full phép thì dí, đấy là chuyện hết sức bình thường. Tiên địch đang xâm nhập vào rừng thì mình quá đông. Vậy nên là tiếp tục mình sẽ di chuyển trong rừng để có thể hỗ trợ đồng đội nhá. Nào, mục tiêu của mình chắc chắn sẽ là Radd rồi. Bỏ qua Mina nhá. Hello Radd, đi đâu mà vội mà vàng, làm choáng rồi kích hoạt chiêu cuối. Thế là Radd bốc hơi. Cho mình xin mạng của Mina đi, hỗ trợ suốt nãy giờ rồi. Đó, thế là có 200 vàng, có được mạng của Mina. Tổng cộng là mình được 6 mạng rồi nhá. Gian trụ của tiên địch mình tính qua là còn quá nhiều. Còn 2, 4, 6, 7 cái trụ nữa cơ các bạn ạ. Còn 7 cái trụ nữa. Đang có Barrage này. Xem Barrage, dí luôn Barrage. Các bạn nhìn qua lượng sát thương mình gây ra nhá. Úi dồi ôi, sợ thật. Một combo thôi mà vừa sang Barrage trắng máu, Barrage hy sinh tại chỗ không kịp chạy. Bây giờ tranh thủ làm sao ép luôn cái trụ đường giữa này, chờ lính lên và sau đó chúng ta đẩy trụ nhá. Khi mà tiên địch không có ai thủ trụ thì chúng ta lấy trụ tự nhiên thôi. Ok, thế là có trụ. Cái tầm này là mình late game rồi. Vanin là chất tướng late game mà. Late game nếu mà chơi full phép như thế này là late game quá mạnh. Mình đang cần một người vào tank trụ. Chỉ cần một người vào tank trụ thôi. Đúng rồi, Batman vào rồi. Nhiệm vụ của mình ấy sẽ là lấy cái trụ đừng giữa cái đá. Cứ ưu tiên đẩy trụ trước đá. Lấy xong cái trụ này rồi tham gia giao tranh, tấn công thẳng mặt Barrage và Barrage lên bản điểm số. Team địch chưa gì mất 4 thành viên như thế này rồi. Team địch chỉ còn một người thủ nhà mà thôi. Lính tràn vào, chúng ta sẽ lấy luôn đường lính xuống cấp đầu tiên nha mọi người. Ok, và đây là đường lính xuất cấp đầu tiên. Các bạn thấy qua khi mà team mình combat ấy đều giành được chiến thắng. Nếu như mà toang combat cơ thì mới sợ, chứ còn thắng combat thì không việc gì phải lo lắng. Bây giờ kiểm soát cái con Seda đi. Ăn Seda sau đó chúng ta ép dần. Trong khoảng thời gian này cho phép mình giới thiệu một xíu. Sắp tới là mình có tổ chức giải đấu tri ân khán giả. Và giá trị phần thưởng là 1,5 triệu nha mọi người. Nếu như mà các bạn muốn tham gia nhận thẻ cào thì các bạn có thể tham gia bằng các bước như sau, rất đơn giản thôi. Bước đầu tiên các bạn kéo xuống phần mô tả hoặc là bình luận trong video clip này. Ấn vào đường link rồi các bạn tải app về rồi tìm ID follow gothu.vn giúp mình nha. Đó, và đúng 19 giờ ngày 24 tháng 12 mình sẽ tổ chức đấu giải. MVP thắng sẽ nhận được 200k Garena và MVP bại sẽ nhận được 100k Garena. Lưu ý là các bạn cần phải ấn vào link để có thể tải app về thì các bạn mới nhận được giải thưởng. Chứ còn nếu như mà các bạn tham gia giải đấu mà các bạn được MVP, mình check qua các bạn không ấn vào link để tải ấy thì các bạn cũng sẽ bị hủy kết quả nha. Vậy nên cần phải làm đúng bước là cần phải ấn vào đường link tải và sau đó là follow ID của mình. Rồi các bạn chờ đến 19 giờ ngày 24 tháng 12 rồi các bạn tham gia thôi. Đấy, cuối năm rồi mình cũng muốn tạo ra giải đấu để cho tất cả các bạn có thể tha hồ vui chơi, kiếm thẻ cào nạp vào để có thể mua trang phục chẳng hạn. Chứ còn nếu như các bạn thường xuyên theo dõi clip của mình thì ngày xưa mình cũng tổ chức cho mọi người giải đấu rất là nhiều. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình bận quá Đến thời điểm này mình mới rảnh thì có thể tổ chức giải đấu lại cho mọi người nhá. Ok, quay trở lại với trận đấu này. Team mình đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là ép đường lính súp cấp. Trời ơi, cổ tân Batman chịu, mình không thể cứu được. Batman cái tầm này là cuối game rất ủi rồi, sòng toàn rồi, chưa gì team mình mất 2 thành viên thế này. Sợ thật, 3 thành viên bị hy sinh rồi, còn Natalia lẫn cả mình không ổn, team mình quăng game à. Không ổn một chút nào luôn. Đến thời điểm này là team mình sẽ cần phải đánh chắc chắn này, chứ không là công sức là bỏ đổ sông đổ biển ngay. Natalia, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cần phải dọn lính ta đánh nhanh. Để mình dí Radd cho nhát tốc biến lên. Để tính Radd này trước cuối. Ui rồi ôi, phí quá. Mình đầu tư tốc biến mà Radd vừa xong thì cũng đầu tư tốc biến, chứ không phải đấy là mình có mạng của Radd rồi. Bây giờ thời điểm này thì mình sẽ cần phải đoàn kết này, phải đi chung với nhau. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ cần phải đi bắt lẻ Nakroth. Các bạn tin mình bắt được Nakroth không? Nakroth vào đây, Nakroth này, một combo này, Nakroth, úi giời ơi. Các bạn đã thấy gì chưa? Thật sự là Nakroth thường sẽ là một vị tướng đi truy sát mình, nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì lại khác. Mình có thể tiêu diệt Nakroth trong một nốt nhạc, chỉ cần nháy mắt một phát là có mạng ngay. Team địch đang tập trung rất đông thành viên ở đường dưới thế này. Mình đang cần sự hỗ trợ của đồng đội. Nhưng mà như là team địch biến về rồi sao ấy các bạn ạ? Ui, đang có Barrage lẫn cả Bina đang truy sát mình. Căng. Đuổi em đi, bắt làm sao được mình, căn bản mình còn quả cầu bất tử mà Jordan làm sao được tới tính Ratty sinh này, chấm dứt được luôn. Không ai bắt mình ném Paris, Mina hy sinh double kill. Thêm cả Bride, Booker quét sạch team địch hoàn toàn và người hồi sinh sớm nhất của team địch là Nakroth. Nakroth vào đây mình cần nốt luôn. Chiêu cuối mình có rồi, chỉ cần chiêu 2, chiêu cuối chiêu 1 là chắc chắn có mạng. Nakroth vào đây, Này thì vào với chúng tôi này, hy sinh. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.